Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với chuyên đề phân biệt thật giả của Messi Parfum. Và hôm nay là một cái chai nước hoa được khá là nhiều các anh văn phòng ưa chuộng và yêu thích. Và cũng là một cái chai nước hoa mà được yêu cầu phân biệt thật giả nhiều nhất. Đó là YSL Eau de Parfum. Thì mọi người hãy cùng Nhi là xem hết cái video này để nhận biết được những cái điểm mà cần lưu ý khi mua một chai nước hoa chính hãng nha. YSL dạo gần đây cho ra đời khá là nhiều các dòng nước hoa trẻ trung và hiện đại, đặc biệt đó là nhắm vào giới văn phòng với phong cách là thanh lịch như là Ivrea, La Nuit de Homme, nên là cũng không quá bất ngờ khi mà YSL lại được ưa chuộng nhiều như vậy ở Việt Nam. Đặc biệt đó là cái bản EDB, khi mà nó vừa có thể là cân bằng được cái độ tươi mát của cam chanh, cái mùi hương thì không quá gắt gỏng, vẫn giữ được cái mùi nam tính bằng ỏi hương và đậu tonka. Nhưng mà cái chai nước hoa nào được ưa chuộng nhiều á thì đảm bảo là chắc chắn sẽ xuất hiện hàng giả. Nên là hôm nay Messi tìm một vài mẫu để mà đánh giá, đưa ra những điểm quan trọng mà bạn chỉ cần xác nhận trên thân chai á là sẽ nhận biết được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Những đặc điểm ở bên ngoài hộp thì bên ngoài hộp nước hoa cả nhà để giúp Nhi ba đặc điểm này nha. Thứ nhất á là màu sắc, thì cái sắc xanh của cái bản EDT nó sẽ nhạt hơn là cái bản EDB. Cái bản EDB nó sẽ có một cái màu xanh navy sậm. Cái chất giấy á, thì nó có những cái chấm đen, chấm lồi lõm, cực kỳ đều và sắc nét. Cái chữ Y á, và tên thương hiệu được phủ một cái màu bạc nổi, khi mình sờ vào là cảm nhận được ha. Còn thông tin về dung tích á, thì sẽ in mờ màu xám ở dưới góc này, chứ không phải là màu bạc mà in rõ nét như là hình như ví dụ ha. Thông tin về chai nước hoa á, cũng được in rất là rõ ràng, không bị mất nét. Bên hông hộp á, thì cả nhà để giúp Nhi là nó sẽ có một cái website là whatlbeauty.com. Ở dưới đáy hộp nó cũng có một cái mã barcode, thì cái mã này nó sẽ trùng luôn với cái mã bên trong chai nước hoa. Còn cái mã code này á, thì cả nhà không cần để ý nha. Tại vì cái hàng mà giả thì nó cũng có thể là in giống như vậy, nên là cả nhà khi mà mình check ra thì nó cũng không chứng minh được điều gì hết. Ngoài ra thì cả nhà để giúp Nhi á, là cái chất giấy ở bên trong cái lớp giấy lót thì nó có một cái màu xanh đen, nhưng mà cái màu đen nó khá là nhiều và cái phơm giấy nó chắc rất là cứng. Nước hoa giả thì Nhi thấy là nó có rất là nhiều, nên là việc mà Nhi đưa ra một hay hai chai để cho cả nhà xem á thì cũng không giúp cả nhà có thể chọn được một cái chai nước hoa hàng chính hãng. Nên là cả nhà nhớ những cái đặc điểm mà Nhi nói trên video này, khi mà mình đi mua hàng á, mở luôn cái video này xem luôn giúp Nhi và so sánh để mà mình có thể mua được một chai nước hoa hàng chính hãng nha. Những đặc điểm trên chai nước hoa thì trên chai nước hoa cả nhà để giúp Nhi hai điểm quan trọng này nha. Thứ nhất á là cái chữ YSL trên nắp chai á thì nó sẽ có hai đầu chữ S mảnh, chứ không phải là dày và đều như là cái nắp chai nước hoa giả mà Nhi đưa hình ở đây ha. Ngoài ra thì cả nhà nhìn giúp Nhi á là cái phần nhựa bọc ở ngay cái nắp này thì khi gõ vào nó sẽ nghe một cái tiếng như thế này. Và nó sẽ có những cái chấm lồi lõm xen kẽ, chứ không phải là cái miếng dán mà nó còn bị bong ra như thế này ha. Cả nhà nhìn nè, cái nắp của chai nước hoa hàng thật á, không tìm thấy được một cái điểm nối nào luôn, tại vì nó là nhựa khuôn đúc ra luôn. Và ở bên trong á, nó có một cái chữ YSL. Phía bên ngoài là nó sẽ được bôi tròn bằng nhựa, khi mà mình sờ vào á, nó rất là nhẵn mịn và không tìm thấy được một cái điểm xước nào luôn nha. Cái thứ hai á, thủy tinh trên chai nước hoa thì thủy tinh trên chai nước hoa thật á, nó rất là nhẵn mịn, bóng loáng, không tìm thấy được một cái điểm hằn hay là điểm gờ nào luôn. Hình ảnh phản chiếu rất là sắc nét, chứ không có bị mờ hay là bị nhòe. Tại vì thủy tinh của chai nước hoa thì nó rất là quan trọng, nó giúp bảo quản nước hoa qua 5 tháng, cho nên là bên hãng làm cực kỳ tỉ mỉ và xịn, sẽ không có bất cứ cái tạp chất hay là hạt sạn nào luôn. Ở bên đây thì cả nhà nhìn giúp Nhi, nó sẽ có một cái chữ Y nằm ngang ở đây, sẽ được úp một cái miếng nhôm lên cái khe lõm của chai thủy tinh của nước hoa. Trên đây thì nó cũng có một cái logo được in lên rất là rõ nét, mình sờ vào nó rất là tròn và nhẵn nha. Cái điểm thứ ba là bên trong phần đầu vòi xịt, thì cả nhà mở cái phần đầu vòi xịt nước hoa này ra để cùng Nhi xem ha. Thì cái phần đầu vòi xịt của chai nước hoa hàng chính hãng nó sẽ có màu trắng trong, cái khớp của nó bằng phẳng với lại cái khớp bên ngoài luôn. Ở phía trong nó sẽ có một cái miếng nhôm nhám, chứ không phải là cái loại nhôm rẻ tiền bóng loáng mà còn lợm cợm lên như là cái chai nước hoa hàng giả ha. Cả nhà nhìn nè, khi mà mình để nghiêng cái chai nước hoa ra thì bên trong nó sẽ có những cái khớp sọc sọc ha. Thì hầu như là Nhi thấy những cái chai nước hoa hàng giả thì nó không có được cái điểm này nha. Và ba điểm quan trọng cần lưu ý trên một cái chai nước hoa YSL Eau de Parfum thì tóm lại là bên ngoài hộp và cái miếng giấy lót. Cái thứ hai là nắp và chai thủy tinh. Còn cái thứ ba là bên trong phần đầu vòi xịt.
và chỉ cần là cả nhà cầm cái chai nước hoa lên và so sánh với lại cái chai nước hoa bên trong video này là sẽ nhận biết được ngay đâu là hàng thật, đâu là hàng giả ha. Và Nhi thì cũng dựa vào những cái tiêu chuẩn đánh giá của những năm gần đây để mà so sánh thôi, chứ còn trong tương lai mà bên hãng có thay đổi gì là Nhi sẽ làm video update cho cả nhà biết nha. Nếu như mà cả nhà muốn biết thông tin nhanh và mới nhất về nước hoa thì nhớ là follow cái kênh YouTube của Messi Perfume, và cũng là đừng có quên là like luôn cái video này nếu mà thấy hữu ích đối với bạn ha. Cảm ơn cả nhà đã cùng theo dõi hết cái video này. Tạm biệt cả nhà.